Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Piao. Hôm nay thì mình có thêm một con mắt của bạn Hiền 197. ID của bạn ấy là 600066684. Ui, ID có vẻ đẹp phết nhở. Map này thì là map bắc cua một máu, được cập nhật ngày 23 tháng 2 các bạn ạ. Map đã được cập nhật lần 3 rồi, mong các bạn chơi game vui vẻ. Ok, thì để coi xem cái map bắc cua một máu của bạn Hiền này nó có gì hay không các bạn nhá. Map này thì có 3.494.000 người tải rồi các bạn ạ. Thì cũng không quá ít và cũng không quá nhiều. Ôi, sao thấy map bị chửi kinh thế. Mà người thì kêu map năm sao, người thì kêu map khó như cờ hó, người thì kêu là map hay quá, người thì cc. Ủa, map thì không hay lắm, người thì kêu hay thì không hay. Nói chung là chắc là bạn nào biết chơi thì hay, bạn nào không biết chơi thì không hay, chắc vậy. Để coi xem là Mèo Béo kinh nghiệm chơi map một máu lâu năm, để coi xem chơi map này sẽ như nào các bạn nha. Ok, là trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ chuyện bè, và đừng quên nhớ đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nha. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Béo, cũng như bị hashtag là thằng Mèo Béo và thằng B-team nữa các bạn nha. Ui, map này khóa góc nhìn rồi các bạn ơi. Và đấy, quên mất nữa, đó là bạn nào mà có xem Free Fire, thích Free Fire thì hãy qua kênh HR Mèo Béo của Mèo Béo để có thể xem các video Free Fire các bạn nha. Ồ, map này cấm xin điều các bạn ơi, mình tắt xin điều nhá. Quên mất là hai ô là không được. Từ từ đây 3 ô chứ chẳng, 3 ô là không được, quên mất đấy. Chúng ta để 3 ô trở xuống ấy là sẽ mất máu các bạn ạ. Chúng ta chỉ có thể để không mất máu với 2 ô thôi. Bắt đầu từ ô thứ 3 mất máu rồi, mình có một máu này. Ok, là đầu tiên là mê cung xương rồng. Gần như là map parkour một máu nào cũng không thể thiếu mê cung xương rồng các bạn ạ. Hey, ok, là mặc dù bây giờ là đã cập nhật cái bụi gai hay cái gì mới ở bên rừng mưa ấy, nó cũng tương tự với cả xương rồng mà thấy ít người dùng nhở. Chưa thấy bạn nào làm cái mê cung kiểu đấy trong map parkour một máu. Ok rồi, cái này thì đi bộ đây, trên này dễ mà. Chủ map cài cái này chạm vào chết luôn này. Ok, đúng rồi, và chúng ta phải đi đúng đường các bạn ạ, đi đúng cái đường này. Đó, đi đúng đường này luôn nhá. Ok. Đấy, đi đúng đường nhá. Đúng đường. Úi dồi ôi. Hết hồn. Ok. Rồi. Từ từ. Lùa sinh đó. Ok. Nói chung là mình cũng kinh nghiệm chơi giải mã cặp parkour một máu lâu năm rồi. Mấy cái này cũng không thua mình đâu. Đấy, cái này đi bình thường thôi. Rồi. Ủa kìa, cái chuỗi cắn nhỉ? Ơ, bất tờ hình này. À, cứ tưởng khó lắm. Rồi, map này chính ra cũng không biết có phải gọi là khó không, bởi vì là mình chơi cái kiểu map parkour một máu này quen rồi các bạn ạ, cho nên cảm thấy nó cũng khá là bình thường, không khó lắm đâu. Nhảy xuống dưới, à còn nước à? May quá, cái nước không bị lỗi. Sợ nhất là nước bị lỗi các bạn. Ủa gì ấy, bắn gì ấy? Ok. Từ từ ơi. Ok. Đó. Cứ đi từ từ bạn ạ, không phải gì phải vội cả. Cứ từ từ mà đi thôi, đi đâu mà vội mà vàng. Ok là rồi. Bên nào? Ờ đây. Ok. Đó, bên này. Đây rồi. Vào luôn. Ôi, sao làm nút này? À, bắn cung à? Bây giờ lại chuyển qua bộ mô bắn cung bạn ạ. Rồi, bắn cung. À, cửa bên này mở à? Rồi, check xem mà cửa nào mở. Ủa, sao trời cứ tối nữa? Bây giờ là 4 giờ chiều các bạn ạ. Chủ map này 4 giờ chiều chưa mở à? Ủa, nhớ lắm nút thêm. Mở chưa? Ôi, sao bắn đâu? Đây. Mở chưa? Ủa, mở này. Ngon. Mở rồi các bạn ơi, mở rồi. Ok, ủa? Bây giờ chuyển qua bộ môn hỏi đố à? Chủ bắt tên gì đấy, lại chủ bắt tên gì? Ai Hiền đấy, bạn Hiền 197 vừa đọc xong luôn. Cái này cũng dễ. Gì đây, chủ phòng thích màu gì? Căn phòng này có màu hồng là chủ đạo thì chắc là màu hồng rồi. Màu cam, màu hồng đây là chúng đúng rồi đấy. Màu hồng khá là nhiều cho nên đương nhiên màu hồng rồi. Có bao nhiêu người phê phụ, đố ai biết được, hỏi chấm. 5 người thì nhiều quá, cái map này đâu thì mức 5 người đâu, thì mình nghĩ 3 người bạn ạ. Tôi nghĩ chắc là phương án 3 người thôi, chứ 5 người thì hơi bị nhiều quá. Mình sẽ chọn 3 người nhá. Ở đúng rồi này. Đó, đúng. Có 4 người xây phụ tên gì? Ở đây có 2 người. À đấy, vừa nãy vừa trả lời xong, đó là người xây phụ là phải có 3 người đúng không? Thì đương nhiên phải 3 cái tên rồi. Đấy, không cần đọc cũng biết luôn. Vừa mới hỏi xong là có 3 người xây phụ xong. Hay các bạn cho mấy like? Thì cho 5 like đi. 5 like luôn.
Hay cho 5 like. Các bạn thấy màn này hay không? Ở cũng được, thì cũng hay, chơi cũng được. Ôi, rồi, gì đây? Lại qua à? Vẫn còn à? Ui, bây giờ chuyển qua parkour truyền thống à? Parkour truyền thống mà một máu cũng hơi căng đấy. Rồi, gì đây? Ôi, giải mã à? Ôi, giải mã kìa. Ôi, đây còn dương rồi này. Ủa? À, vướng cái đèn rồi, bấm không được. Đây có dương rồi này. Ui rồi ôi, mấy cái giải mã này Bèo Bèo kinh nghiệm lâu năm rồi, chơi quá nhiều giải mã các bạn ạ. Làm sao có thể đánh lừa Bèo Bèo? Dâu. Biu. Ôi, chúng ta rơi rồi. Rơi rồi, xin bạn ơi. Ok. Nhảy 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 hơi hơi láo, quả nhảy hơi láo các bạn ạ. Đây, thì bình tĩnh rồi, đó. Biu. Piu piu. Ok là bám hai tường à? Bám hai tường luôn. Ngại gì với bẩn. Hey, bát này cũng dài phết nhở. Hey, bát này gọi là cũng dài đấy. Vừa parkour một máu mà còn vừa giải bát vừa giải đố. Ok. Ui, cái gì đấy? Còn lava thổi à? Khiếp nhờ. Ôi né né. Ui lava thổi thốn đấy. Ui né lava. À ui lava thổi tí thì chết. Ok, né lava rồi, phải vừa nhảy vừa né lava các bạn ạ. Không mà hơi thốn đấy. Map này thì mình đánh giá là thôi được gọi là trung bình đi, dễ thì cũng không hẳn là dễ đâu. Bạn nào mà chơi một máu quen rồi ấy, với cả parkour quen rồi ấy, thì mình nghĩ bắt này khá là dễ. Còn không thì độ khó trung bình, bảo khó không khó đâu. Bắt này cũng không khó các bạn ạ. Không có skill gì cả. Ôi, từ từ từ. À, cái này. Ủa, không, không, không. Cái này là phải đi vào giữa thảm. Quên mất là cái này là cái hàng rào. Tại mình nhìn cái thảm này mình cứ đi sang bên cạnh các bạn ạ. Quên mất là cái này là cái thảm. Nhưng mà ở dưới là hàng rào đấy, phải đi ở giữa bạn ạ, đi chính giữa. Ui, ôi, cứ quên mất các bạn ơi. Cứ quên mất. Rồi đi đè ship đi vậy. À, hình như cái hàng rào này đâu có để ship ở đâu nhỉ? Đó. Ok, rồi, qua. Yo! Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà. Ôi từ 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 từ. Dâu luôn. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn Mèo Béo làm thử thách gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Biết có ai biết nào hay thì hãy để lại bình luận nhá. Em đi đấy. À đây 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 đây. Phải vừa đi vừa dò đường à? À, đây đây đây. Ui. À, cái chỗ này đè ship đi được các bạn ơi. Đoạn này các bạn có thể đè ship để đi nhá. Cũng khá là dễ. Ôi, từ từ. Mình vừa mới gáy khá là dễ xong thì chủ map tương ngay quả bốc tàng hình ạ. À. Cày đấy. Ok đây này. À, đây 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 bên này. Ôi ôi. Thốn đấy. Bây giờ chuyển qua chơi cả bốc tàng hình các bạn ạ. Căng quá nhở. Đây giữa này. Đó. Giữa tiếp này. À, bên phải này. Bên trái này. Giữa này. Bên phải tiếp này. Ok, rồi. Bát này chung cũng được. Gì ấy? Mê cung à? Mê cung. Ủa gì ấy? À, cần gặp. Còn cần gạt nước, kiếp thật. Ủa, đừng cụt à? Chết rồi, đừng cụt rồi. Từ bắn đánh dấu á, đánh dấu. Đánh dấu đi rồi này. Đánh dấu đi rồi này, đó. Bị bên này thế nào? Đánh dấu chỗ nào đi rồi. Ủa đấy, ui xồi, bát này cũng không quá khó bạn ạ. Lo, chẳng qua là khá là dài thôi. Ấy nha, cái chỗ này các bạn tuyệt đối không được bấm ghế nhé. Bởi vì các bạn bấm ghế này, các bạn ngồi lên á, lúc mà các bạn đứng dậy á, là nó rơi thẳng xuống dưới luôn. Đó, cho nên tuyệt đối là không được bấm ghế nào. Gì đấy? Đấy, câu đố gì đây? TikTok có nhiều người chơi không? Ờ thì cũng có. Ờ đúng rồi này. Ủa? Ủa? Instagram hay Facebook nhiều người chơi hơn á thì thế cả hai đúng không? Hey, thật ra là Facebook với cả Instagram là cùng một công ty. Bạn nào không biết ấy, thì Instagram á đã được Facebook mua lại rồi đó. Nói chung là cùng một chủ cả thôi. Chủ bác thích TikTok hay Facebook? Chắc là TikTok về giới trẻ. Ok, không phải à? Ủa, bạn này thích Facebook hơn à? Mình tưởng là giới trẻ hay thích TikTok hơn. Bạn nào mà thích TikTok hơn thì hãy để lại bình luận phía 1.
Còn bạn nào mà thích Facebook hơn thì hãy để lại bình luận phim 2 các bạn nhé. Câu hỏi về không phải về mạng xã hội có thêm mấy người phụ mác hỏi chấm là sao? Tức là nào? Không hiểu lắm. Là... Bè đúng rồi. Thêm không hiểu các bạn, không hiểu. Gì đấy? Ôi, lại bác cua tiếp à? Vẫn còn bạn ơi. Vẫn còn bác cua nhưng mà lại dài thế. Bác cua một máu khá là dài bạn ạ. Piu piu piu. Ô bắn. Bắn quả cầu này. Nó xoay kìa. Ôi. Ôi. Nó xoay nhưng mà cái mũi tên là không xoay. Hềm, vô lý. Ảo nhở. Sao có thể làm được nhở? Tại sao khi mình bắn vào cái mũi tên mà quả cầu xoay mà quả cầu lại không xoay mũi tên? Đó, thế mới lại cơ. Quả cầu vẫn xoay mà mũi tên lại không xoay. Anh em nào mà giải thích được thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Mình cũng không biết các bạn ạ. Vô lý thực sự. Nhảy. Ô thắng rồi nè. Ngon luôn. Thắng các bạn ơi. Ôi tí rồi sợ thế. Bắn mũi tên vào này thì ơi thơm này. Bắn mũi tên vào ngôi sao xoay nhưng mà mũi tên lại không xoay. Hề chắc là vậy các bạn ạ. Ok rồi, mình nên sẽ đề cử bắn này nhá. Bắn này chơi khá ổn, mát chơi khá ổn. Độ khó trung bình đấy. Mọi người hãy trải nghiệm thử nhé chấm. Ok, video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo béo làm nội dung gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.